Đến gần 1 giờ sáng ngày 13 tháng 10, Công an thành phố Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến hai người thương vong trên địa bàn. Theo đó, ông Thư và ông Chỉnh cùng 46 tuổi, cùng quê Vĩnh Phúc và cùng sinh sống tại dãy trọ trong hẻm số 80, đường Ngô Gia Tự, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 18 giờ tối ngày 12 tháng 10, hai người đàn ông này đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Hậu quả, ông Thư dùng hung khí chém vào đầu ông Chỉnh, sau đó ông Chỉnh đã dùng dao đâm ông Thư nhiều nhát, khiến ông Thư gục tại chỗ. Dù được hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng ông Thư đã tử vong sau đó, còn ông Chỉnh bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Tại hiện trường có nhiều vết máu dưới nền nhà. Được biết, cả hai làm nghề đấm bóp giác hơi, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.